Cái tâm lười biếng á, nó đồng nghĩa với vô số tội lỗi. Lẽ ra mình có được rất nhiều thiện pháp, nhưng mà cái tâm lười biếng nó nhắm chìm mình. Mình biết rằng làm như vậy là tốt cho mình, tốt cho đạo, tốt cho mọi người, nhưng mình làm biếng, mình không làm. Mình biết rằng đi học pháp nó tốt cho mình, là tốt cho đạo, tốt cho kiếp luân hồi của mình, nhưng mà trời mưa, thành ra thấy làm biếng, sợ ướt mình, sợ lạnh, cái tự nhiên cái nó nhận đầu mình ở nhà mất, phải không ạ? Thành ra nó vậy đó, cái tâm lười biếng. Cái tâm lười biếng tự nhiên là mình đồng nghĩa với cái tội lỗi. Mình nuôi dưỡng những cái phi pháp, ác pháp ở trong tâm của mình. Vì vậy cho nên bất cứ những ai muốn thành công đều phải siêng năng. Làm ăn cũng vậy. Ông bà mình nói á, giàu đâu những kế mà ngủ trưa hả? Sang đâu những kế mà say sưa tối ngày. Sáng ngủ trưa trật dậy, không làm gì cả thì làm sao mà cái ngày đó có lợi ích gì? Do vậy cho nên á, tài sản cũng phải ăn phải xài, lâu ngày á chắc như núi kia nó cũng tan hoại, chứ đừng nói chi là thường thường bậc trung, phải không ạ? Thành ra là chúng ta hiểu rằng cái lười biếng nó nguy hiểm lắm. Xem tâm mình có lười biếng hay không. Tại thì từ cái chuyện làm biếng chút xíu đó thôi mà nó lây lan ra rất nhiều những việc khác nhau. Tự nhiên mình thấy rằng á, là một người già yếu mà cũng tinh tấn như vậy là do cái tâm thôi, đâu phải do sức khỏe. Còn chúng ta thì lười nhác, cho nên chúng ta bỏ qua. Cứ bỏ qua tới mức mà nó quen cái tính, rồi tới già yếu rồi á, tắm rửa mà cũng bỏ qua luôn. Nó có như vậy chứ không phải không có đâu nghe.